Ngọc Thúy xin kính chào quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, để tiếp nối chương trình phát hình ngày hôm nay, Ngọc Thúy xin mời quý vị cùng gặp gỡ với anh Kim Mô Hình, là broker hiện đang cộng tác với công ty Intero nhà có văn phòng tại Mipidus. Anh sẽ đại diện với công ty chia sẻ với quý vị về buổi tiệc cuối năm. Đây không phải là buổi tiệc tất niên của công ty, mà là buổi tiệc để các agent của công ty Intero nhà có thể gặp gỡ những agent khác vì trong năm qua đã có rất là nhiều mối giao dịch đã cộng tác với nhau và bây giờ xin mời quý vị cùng gặp gỡ với anh Kim Mô Hình. Xin chào anh Kim Mô. Xin chào Ngọc Thúy. À, Kim Mô xin chào quý vị. À, anh Kim Mô có thể cho Ngọc Thúy biết về từ đâu mà mình có cái ý tưởng để tổ chức buổi tiệc này thưa anh? Ngọc Thúy biết Kim Mô làm nghề real estate rất lâu và đã được quen nhiều agents à, nhưng mà phần nhiều đi làm ở ngoài từ này Uh, làm transaction email hoặc dạ. gọi phone nhau nhưng mà ít khi khi nào mà được gặp mặt nhau uh, Thì cái buổi tiệc này là để cho cái, cái cơ hội để khi mồ với các bạn trong văn phòng interior gặp các agent khác Wow, sự thật là Ngọc Thúy không biết là nhiều khi agent lại không bao giờ được gặp mặt nhau anh hả hả? Um, không có cơ hội phải không? Đúng rồi rất đúng, uh, nhiều transaction, nhiều cái cái điều từ này làm việc là chỉ nói chuyện trên phone phần nhiều thôi À, thì cái cơ hội này là để cho gặp mặt nhau chia sẻ uh, những make kinh experience nghiệm. Yeah. Uh, kinh nghiệm với với and uh, of course để cho tụi này uh, we want to have a good time yeah. Coi uh, như là cùng um, get together rồi mình có một buổi tối chung với nhau right. um, Ngọc Thúy thắc mắc là trong chương trình của cái ngày tiệc ngày hôm đó mình sẽ có những tiết mục như thế nào thưa anh uh, đêm đó sẽ rất vui uh, tụi này sẽ có uh, uh, drinks uh, Band, food, live band, food. Uh, chính món ăn. Uh, chính món ăn. Mà khi mà trao đổi với anh Kimo thì Ngọc Thúy biết là chính món này mình chọn lọc rất là kỹ và sẽ ăn tối theo kiểu buffet. Đúng rồi, đúng rồi. Exactly. And uh, um, we also have bartender để mix pha uh, rượu cho đêm đó luôn. So uh, it's to be a great time. Có phải anh anh Kimo nói với Thúy là mình sẽ cấp ba anh, phải không? Ba anh. <laughs> và thưa quý vị, cũng như có thể một số quý vị khán giả đã biết, anh Kimo là được trưởng thành từ trong một gia đình có ba và mẹ làm nghệ thuật và có chị gái là ca sĩ Phi Phi, đã từng cộng tác ở dưới miền Nam Cali. Và có thể anh Kimo sẽ tham gia một chút trong phần văn nghệ phải không ạ? À? À, có thể thì đêm đó Kimo sẽ giúp vui với ban nhạc và À, hát vài bài à, nhạc với uh, chị, chị Phi Phi. 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 Yeah. Um, để bổ sung thêm thì uh, trong chương trình uh, văn nghệ ngày hôm đó sẽ có ban nhạc uh, Upbeat, các ca sĩ ở miền Nam Cali, um, nữ ca sĩ Phi Phi, anh Kimo và um, Annie trâm Anh, cô Jessica là nữ ca sĩ Hồng Kông. Um, thì nghe rất là hấp dẫn, chắc chắn là khán giả và đặc biệt những trình đang theo dõi thì muốn biết là ngày đó là ngày nào và sẽ được tổ chức tại đâu. Uh, đêm đó là December 5th, uh, có nghĩa là thứ năm, thứ năm ngày 5 thứ năm, tới năm uh, tháng 12. Dạ. Yeah. Mm. Uh, và sẽ bắt đầu 6 giờ ở Dynasty Upstairs. Wow, uh, mình có dự định chắc bây giờ thì mình chưa biết được con số sẽ bao nhiêu, mình chưa estimate được là bao nhiêu người sẽ tham dự phải không thưa anh? Uh, well, uh, Office của Kimo uh, cũng đoán là chừng 300 tới 400 người. Wow. Thì uh, We have plenty of food, plenty of room, so hopefully uh, sẽ được gặp nhiều các bạn uh, trong nghề real estate dựa uh, đêm đó. À, vậy thì những ai có thể tham gia vào buổi tiệc này? Cái buổi tiệc này thì dành riêng cho uh, real estate professional, uh, mấy agent trong địa ốc. Yeah. Thì đêm đó uh, just for uh, real estate agent only. Vậy uh. thì nếu như những người loan officer có thể tham gia không? Uh, unfortunately, uh, cái này just for agents mà không có không có loan. Uh, unless mấy người mà làm loan đó là uh, also làm địa ốc thì we welcome all oh. the real estate agents. Yeah. Vậy thì có nghĩa là khi mà quý vị đến tham gia vào buổi tiệc, tham dự vào buổi tiệc, um, có thể tất cả những agent nên có cái business card. Đúng. Um, business card is a great idea because um, tụi này sẽ có raffle, sẽ có drawing để cho um, sẽ có mấy cái thưởng mà mấy yeah. cái rất là vui. Anh Kim Mô cho Ngọc Thúy hỏi, ai là nhà tổ chức cho buổi tiệc này thưa anh? À, đúng rồi. À, nhân tiện đây Kim Mô xin cảm ơn uh, nhà investment và Bank of California đã bảo trợ cái buổi tiệc vui này. Và Ngọc Thúy nghĩ đó, nếu như mà các anh chị nào vẫn chưa nhận được thiệp mời hoặc là some reason vẫn chưa nhận được thì có thể liên lạc với anh Kim Mô đúng không ạ? Đúng rồi, uh, absolutely. Uh, gọi Kimo uh, 408 386 8602 hoặc email Kimo uh, Kimo K I M O uh, at interonia.com. Cảm ơn Kimo. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần chia sẻ của anh Kimo Hinh nói về buổi tiệc uh, Real Estate Professional Networking Party. Nếu quý vị nào là agent muốn tham gia vào buổi tiệc này, quý vị có thể liên lạc với anh Kim Mô Hình qua số phone là 408 386 8602. Và cũng xin nhắc lại, buổi tiệc này là cơ hội để tất cả các agent của công ty Intero cũng như các agent khác tại vùng Bắc California có cơ hội gặp nhau, chia sẻ những kinh nghiệm và cùng thưởng thức một buổi tối với chín món ăn được chọn lọc rất kỹ tại nhà hàng Dynasty, thưởng thức những Um, loại nước uống được pha chế bởi 3 người professional bartender và còn thử rượu nữa thưa quý vị rồi còn thưởng thức âm nhạc nữa. Xin hẹn gặp lại quý vị khán giả vào buổi tiệc ngày hôm đó lúc 6 giờ ngày thứ năm, năm tây tháng 12. Xin chào tạm biệt quý vị. Xin <laughs>